Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu bài số 40 tỷ số phần trăm. Sách giáo khoa môn toán lớp 5, bộ sách cánh diều. Rồi, bây giờ các em hãy mở sách ra trang số 94 nào. Ta sẽ cùng đến cái phần khởi động mở đầu các em nhé. Rồi, ở đây có hai bạn đang là gì? Nói chuyện với nhau này. Cái bạn nam này, bạn nói này, tìm tỷ số giữa số ô vuông đã tô màu và tổng số cái ô vuông ở đây. Đấy, như vậy thì các em có thể đếm được cái ô vuông ở đây này. Đúng không nào? Ô vuông trong cái hình vuông này này thì nó sẽ có bao nhiêu các em? À, có tổng số là 100 cái ô vuông, đúng không? Đấy, như vậy ở đây sẽ có bao nhiêu? 100 ô vuông. Thầy sẽ ghi đây nhé, 100 ô, đúng nào? Vậy thì cái số ô mà đã tô màu thì chúng ta có thể đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 20 mấy, 25 ô. Đúng nào? Như vậy thì trong 100 ô này thì có 25 ô đã được tô màu. Vậy thì mình sẽ có tỷ số như bạn nữ này bạn nói là gì đây? Tỷ số giữa số ô vuông đã tô màu và tổng số ô vuông là bao nhiêu? 25 trên 100. Đấy, vậy thì đây được gọi là tỷ số phần trăm. Ok, rồi, vậy thì tỷ số phần trăm là cái gì? Thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục nhé. Hình vuông được chia thành 100 ô vuông bằng nhau. Có này, 25 ô đã được tô màu. Đấy, chúng mình vừa tìm xong, đúng không nào? Vậy thì tỷ số giữa số ô vuông đã tô màu và tổng số ô vuông là 25 phần 100. Ta nói 25% hình vuông đã được tô màu. Và chúng mình viết này, 25 này là tử số, 100 là mẫu số. Hoặc các em có thể viết dưới dạng phần trăm, 25 phần trăm. Vậy thì 25 trên 100 sẽ bằng 25 phần trăm. Ok chưa? Rồi, và qua đây thì chúng mình lưu ý 25% hoặc là 25 có dấu, đây là dấu phần trăm các em, được gọi là tỷ số phần trăm của phần hình vuông được tô màu so với toàn thể hình vuông đó. Được chưa các em? Và ghi nhớ cái này lại nhá. Ta còn có thể nói tỷ số phần trăm của phần hình vuông đã được tô màu và toàn thể hình vuông đó là 25 phần trăm. Ok. Rồi, để hiểu hơn thì chúng ta sẽ vào cái bài tập số 1 này. Viết tỷ số phần trăm tương ứng theo mẫu. Được chưa? Đấy, vậy thì giờ chúng mình sẽ xét cái mẫu trước nhé. Rồi, chúng mình có này, 35%. Đấy, chúng ta đọc này, 35%. Thì chúng ta sẽ viết này, 35, sau đó chúng ta viết cái dấu phần trăm. Được chưa? Tương tự như vậy ở đây thì người ta cho 50. Đấy, chú ý này, 50 này, thầy tách ra cái này chúng ta hiểu này. 50 là phần gì? Số này. Được chưa? Phần trăm này, mình viết cái dấu phần trăm vào. Được chưa? Rồi tương tự này, 232 là phần số đúng không? 232 phần trăm. Đó. Rồi 3%. Đây, 3%. Được chưa? Rồi tiếp tục 100%. Đấy, 100
phần trăm. Xong chưa? Khá đơn giản đúng không? Ok. Rồi mình cùng đến bài số 2. Cho hình gồm 100 ô vuông dưới đây. Hãy chỉ ra số thích hợp để điền vào cái dấu hỏi chấm á. Câu đầu tiên này, tỷ số phần trăm của số ô vuông màu xanh và tổng số ô vuông là bao nhiêu? Chúng ta chỉ cần đếm gì? Ô màu xanh có mấy ô? Màu xanh này có một ô thôi đúng không? Như vậy thì tỷ số này chúng mình sẽ điền là mấy? 1%. Được chưa? Đấy, các em sẽ điền đây cho thầy số gì? 1%. Rồi, số ô vuông màu đỏ chiếm bao nhiêu phần trăm? Thì mình lại đếm cái gì nhỉ? Màu đỏ đúng không? Màu đỏ người ta đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bao nhiêu? 11 ô màu đỏ. Vậy thì mình sẽ ghi đây là bao nhiêu? 10, 11 phần trăm. Đấy, ta chỉ việc ghi số 10, 11. Ok. Rồi tiếp tục nào. Tỷ số phần trăm của số ô vuông màu vàng và tổng số ô vuông. Đấy, các em lại đếm màu vàng cho thầy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng không? Có 8 ô màu vàng. Được chưa? Vậy thì chúng mình sẽ viết là mấy? 8%. Được chưa nào? Rồi, tiếp tục nào. Tỷ số phần trăm của số ô vuông không được tô màu và tổng số ô vuông. À, tức là gì? Cái mà không được tô màu thì chúng mình lại lưu ý ở đây. Chúng ta phải làm một cái bước ra giấy nháp. Các em biết ở đây có bao nhiêu? 100 ô vuông. Đúng chưa nào? 100 ô thì chúng mình sẽ trừ cho 1 ô màu xanh cộng cho 11 ô màu đỏ cộng cho 8 ô màu vàng. Được không nhỉ? Như vậy các em cộng cái này vào thì chúng ta sẽ được đây là bao nhiêu? Bao nhiêu nhỉ? 100 trừ cho 20. Như vậy 100 mà trừ 20 thì sẽ bằng bao nhiêu? 80 ô không được tô màu. Vậy ta sẽ điền đây là gì? 80%. Được chưa các em? Ok nhá. Rồi chúng mình sang bài số 3. Biểu diễn phân số dưới dạng tỷ số phần trăm theo mẫu. Vậy các em quan sát cái bài mẫu này. 25/500. Vậy thì mình nhìn thấy này, cái mẫu ở đây này, nó là 500. Vậy thì để đưa về tỷ số phần trăm á, thì bắt buộc các em phải biến đổi cái mẫu này này, nó phải là gì? 100. Đúng không? Vậy thì để 500 thành 100 thì chúng ta chia cả tử vào mẫu cho mấy? Cho 5. 500 chia 5 thì bằng 100. 25 chia 5 bằng 5. Như vậy 5/100 thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu đây? 5%. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ áp dụng cái mẫu để làm các câu còn lại của câu A này nhé. Ok. Rồi, chúng ta sẽ có cái anh đầu tiên là 16/200. Được chưa? Như vậy thì 16/200. Các em thấy mẫu của nó ở đây là bao nhiêu? Mẫu là bao nhiêu nhỉ? À, là 200. Vậy thì bước đầu tiên chúng mình phải đưa mẫu này về 100. Thì chúng ta chỉ cần lấy 200 chia 100 thì mình sẽ chia cả tử vào mẫu cho 2. 200 chia 2 thì bằng 100, 16 chia cho 2 thì bằng mấy? 8. Được chưa? 8/100 thì sẽ bằng gì? À,
8%. Thế thôi. Ok, một bài. Sang bài thứ hai nào. Chúng mình có phân số 32/800. Đấy, như vậy thì chúng mình lại thấy được ở đây mẫu là bao nhiêu? Mẫu là 800. Vậy thì mình sẽ chia cả tử và mẫu cho mấy? Cho 8 để được 100. 800 chia 8 bằng 100 thì 32 chia 8 sẽ bằng mấy? 4. Ok. Được chưa? Đơn giản như là gì? Đan rổ đúng không? Rồi mình có số tiếp theo. Số tiếp theo của chúng mình hơi nâng cao lên một tí nhá. Ở đây các em quan sát này, mẫu là bao nhiêu? 1200. Đấy, mẫu là 1200. Vậy thì cái mẫu này này, mình muốn đưa nó về 100. 100 thì các em chỉ cần chia gì? 1200 các em chia cho 100 thì sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Bao nhiêu các em? Phải là chia cho 12 không? Đúng không? Chia cả tử và mẫu cho 12. 1200 chia 12 thì bằng 100. Vậy thì 12 chia 12 bằng 1. Thế thôi. Như vậy đây sẽ là 1%. Xong. Ok con dê. Rồi, xong câu A nhé. Sang câu B này. Biểu diễn tỷ số phần trăm dưới dạng phân số. Đấy. Như vậy 25% thì các bạn sẽ đưa về phân số 25/100 và rút gọn cái phân số này, chia cả tử và mẫu cho 25. Như vậy mình sẽ được bao nhiêu? 1/4. Được chưa? Vậy thì đó là cái bài mẫu. Bây giờ thầy sẽ đưa cái này sang phần làm bài của chúng ta. Đó, để chúng ta sẽ cùng hoàn thành nó nhé. Ok. Rồi, mình sẽ có số đầu tiên. Thầy ghi đây nhá. 5%. Đấy, 5% thì có phải nó sẽ bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu nhỉ? À, bạn nào cũng biết ngay rồi đúng không? Là 5/100. Như vậy 5/100 thì chúng ta chia tiếp cả tử và mẫu cho 5. 5 chia 5 được 1. 100 mà chia cho 5 thì bằng 2. 20. Được chưa? Giản đơn chưa nào? Rồi tương tự 30%. Ok chưa? Mình có số thứ hai 30%. Như vậy 30% thì chúng ta cũng có dạng phân số thập phân là 3/1, 100. Đúng không? 3/100. 3/100 thì có rút gọn được nữa không? Như vậy không rút gọn được nữa đúng không? Bởi vì sao? Đây là phân số tối giản rồi. À xin lỗi, nó sẽ là 30 chứ 30. 30, sorry. Rồi vậy thì 30/100 thì mình chia được cả tử và mẫu cho mấy? Cho 10 đúng không? 30 chia cho 10 thì được 3, 100 chia cho 10 thì được 10. Ok. Rồi tiếp tục 64%. Đấy, sẽ bằng. Được chưa nào? Được chưa? Như vậy ta sẽ có tử là 64, mẫu là 1/100. Vậy thì mình sẽ chia cả tử và mẫu cho bao nhiêu được nhỉ? Hai anh này cùng chia hết cho mấy? 64 thì sẽ chia được cho 6, cho 8. Đúng không? 8, 8, 6, 4.
chia được cho mấy đấy nhỉ? Chia được cho 8864, như vậy chia được cho 4, cho 2, đúng không? Chỉ chia được cho 4, cho 2, chứ chia cho 8 thì không được. Như vậy 8 thì nó sẽ không được các em ạ. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ lấy 64 mà chia cho 4 đi, đúng không? 64 chia cho 4 thì chúng ta sẽ được là 10, 16, 100 mà chia cho 4 thì sẽ được là 2, 25. Ok chưa? Ổn chưa nhỉ? Rồi, tiếp tục mình có 90%. Đấy, 90% thì sẽ bằng 90 trên 1, 100. Chín mươi này trên 100. Như vậy 90 trên 100 chia cả tử và mẫu cho mấy? Cho 10 thì ta sẽ được 9/10. Ok chưa? Xong nhá. Rồi, như vậy mình đã hoàn thành câu B. Bây giờ đến câu C. Biểu diễn số thập phân dưới dạng tỷ số phần trăm theo mẫu. Đấy, ở đây ta cho mẫu này 0,68 thì có phải là gì? Nó sẽ bằng 68 trên 100. Như vậy nó sẽ bằng 68%. Được chưa? Đấy, chúng mình sẽ làm các câu còn lại theo cái mẫu này. Ok. Đấy, đưa đây cho nó hoành tráng nhé. Câu C này, chúng ta có này 0,17, được chưa? Thì sẽ bằng bao nhiêu? 17 trên 1, 100. Chuẩn chưa? Như vậy 17 trên 100 thì sẽ là 17%. Rồi, tiếp tục 0,05 thì nó sẽ là gì? À, sẽ là 5 trên 1, 100. Đúng không? Đấy, sẽ là 5 trên 1, 100. 5 trên 100 thì có phải nó sẽ là 5% không? Ok. Tương tự 1,4019. Như vậy anh này sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? À, cái này hơi khác một tí nhá. Thì sẽ là bao nhiêu? 149/100. 149/100 thì có phải nó sẽ là 149% không? Được chưa nào? Ok. Rồi, sang bài 4. Chúng ta sẽ làm câu A trước đi. Sau đó mình sẽ làm câu B sau nhé. Bài 4 người ta cho như sau. Điền cái số nào? Số học sinh xuất sắc chiếm 15% tổng số học sinh của toàn trường. Nghĩa là cứ 100 học sinh của trường thì có bao nhiêu? Bao nhiêu nhỉ? À, 15 học sinh xuất sắc. Đúng không các em? Rồi, dễ ơi là dễ ơi đúng không? Câu B. Cái này đúng ra chúng ta không cần phải đưa sang đây đúng không? Mình cũng có thể làm được ngay ở bên kia. Nhưng mà thầy đã lỡ đưa sang rồi. Chúng ta sẽ cùng quan sát nào. Này, câu B nó cho như sau nào. Câu lạc bộ bóng rổ của một trường tiểu học có 100 học sinh. Trong đó có 52 học sinh là nữ. Tỷ số phần trăm của số học sinh nữ và học sinh của cả câu lạc bộ là bao nhiêu? À, thì có phải là gì? Chúng mình sẽ tìm được tỷ số là 52 nữ, đúng không? Trên 100. 52 trên 100 thì có phải nó sẽ là 52% không? Vậy thì đây ta chỉ việc điền số 52
2. Ok. Mấy câu này mà cũng đố à, đúng không? Dễ quá rồi. Câu C. Một cái lò ấp trứng trung bình cứ 100 quả thì có 5 quả không đạt tiêu chuẩn. Đấy, chú ý cái này nhá. Đừng em nào bị sập vào cái bẫy. Này, đọc kỹ đề. 5 quả không đạt tiêu chuẩn, vậy thì tỷ số phần trăm số trứng đạt tiêu chuẩn. Người ta hỏi là gì? Số trứng đạt tiêu chuẩn. Đấy, người ta hỏi là hỏi cái đó nha. Như vậy thì đầu tiên á, chúng ta phải nháp ra này là cái số trứng mà đạt tiêu chuẩn đúng không? Trong bao nhiêu? Trong 100 quả sẽ là các em sẽ lấy 100 này, các em trừ đi 5 quả không đạt. Như vậy nó sẽ còn bao nhiêu? 95. 95 gì? 5 quả, đúng nào? Vậy thì tỷ số phần trăm, tỷ số phần trăm cái số trứng mà đạt gì, đạt tiêu chuẩn sẽ là bao nhiêu các em? À đúng rồi, nhiều bạn rất là thông minh đúng không, sẽ là bao nhiêu? 95 phần 100 nhá. Đấy, ta hỏi là hỏi cái này chứ không hỏi cái kia. Vậy thì sẽ bằng bao nhiêu đây? À, 95%. Thế thì ta chỉ việc điền đây số 90, 15. Được chưa? Ok nhá. Đấy, những bài toán này phải hết sức chú ý. Không là bút sa gà chết nha các em. Rồi. Bài số 5. Nói cho bạn hiểu biết của em khi đọc các thông tin sau. Được chưa? Đấy, người ta cho mình những cái thông tin này này. Bây giờ chúng mình sẽ nói cho bạn ấy hiểu. Được không? Đấy, nói cho các bạn của mình hiểu về cái thông tin mà mình tiếp nhận được ở đây. Người ta dành 28% diện tích mảnh vườn để trồng hoa. Đấy, có nghĩa là gì? Là thầy sẽ ghi ra đây luôn nhá. Đấy, có nghĩa là gì? Có nghĩa là 28% diện tích mảnh vườn để trồng hoa. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái mảnh vườn á, mảnh vườn thì có bao nhiêu? 100%. Thì trong đó người ta dành bao nhiêu? Dành 28% để gì? Để người ta trồng hoa. Đấy, chúng ta hiểu như vậy thôi. Đơn giản thôi, đừng có cao siêu quá, đúng không? Rồi, tiếp tục nào. Đâu rồi? Câu tiếp theo nhá. Cửa hàng giảm giá 40% tất cả các sản phẩm. Đấy, như vậy thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là giá của cái sản phẩm là bao nhiêu? 100%. Thì được giảm bao nhiêu? À, 40%. Chẳng hạn, các em mua một cái món đồ chơi, nó là 100 nghìn. Vậy thì được giảm đi 40 nghìn. Như vậy chúng ta chỉ mất 60 nghìn thôi. Đấy, chúng ta hiểu một cách đơn giản nhất. Rồi, tiếp tục nào. Khoảng 71% khoảng nha các em. Bề mặt trái đất được bao phủ bởi bởi nước. Đấy. Như vậy thì cái bề mặt của trái đất là 100% thì 71% là
là nước. Được chưa? Đấy, phần đó thầy chỉ nói thôi, không cần ghi lại, đúng không nào? Rồi, sang bài tiếp theo. Em tìm trong sách, báo hoặc tài liệu hai thông tin về tỷ số phần trăm và ghi lại vào vở, em hiểu thông tin đó như thế nào? Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ tìm trong sách, báo hoặc là gì, tài liệu, hoặc là lên mạng, tìm ngay trên kênh 2K Vlog của chúng mình. Đấy, và chúng mình cho hiểu về nó như thế nào. Ok. Rồi, thầy sẽ đưa nó sang đây để chúng ta làm cho nó thành một bài nhé. Đây. Như vậy, người ta yêu cầu là gì? Ít nhất là gì? Hai cái thông tin. Như vậy ta có thể là gì? Tìm 3, 4, 5 đều được. Đúng không? Rồi, chẳng hạn này, thông tin này. Thông tin này. Có thể ta ghi là thông tin số 1, hoặc là không cần ghi chữ thông tin cũng được. Đúng nào? Đấy. Con người thì có khoảng, đúng không, 70% là gì? Là nước. Đấy, ví dụ, đây là những thông tin. Đúng không? Vậy thì đây là cái thông tin. Phải không? Hay là để cho chính xác hơn ấy, thì con người có khoảng 70% cái lượng nước đi trong cơ thể, cho nó đầy đủ, không có giáo viên để bắt lỗi, đúng không nào? Lượng nước ở đâu? Trong cơ thể. Ok. Đấy, như vậy đây là cái thông tin. Vậy tôi hỏi em hiểu cái thông tin này như thế nào? Tức là gì? Em hiểu là cái cơ thể của chúng ta, đấy, thì có nhiều gì, nhiều cái lượng nước hoặc là gì, các cái loại khác, nhưng mà sao, cơ thể của chúng ta thì lượng nước nó chiếm bao nhiêu? Chiếm 70%. Được chưa? Đấy, tức là đây là một cái thông tin để chúng ta hiểu là như vậy. Rồi, hoặc một cái thông tin thứ hai chúng ta rất là gì, quen thuộc. Khi cuối năm học, cuối học kỳ hoặc là gì, có một cái bài kiểm tra gì đó thì cô giáo sẽ nói là gì? Lớp chúng mình, đấy, lớp chúng mình thì có 50%, đấy, 50% các bạn đạt học sinh gì, à, xuất sắc. Được không nhỉ? Đúng không? Chắc chắn là những thông tin này các em nghe rất là nhiều. Hoặc là gì, có 5 bạn là đạt điểm 10 môn gì đó, đúng không nào? Như vậy thì chúng ta hiểu, em hiểu làm sao nhỉ? À, có 50% các bạn ở đâu, à, trong lớp đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Ok không? Đấy, như vậy đây là gì, những cái mà thầy cung cấp để chúng ta tham khảo game nhé. Rồi, và chúng mình đã hoàn thành được cái bài số 40. Hẹn gặp lại các em trong bài 41, đó là tìm tỷ số phần trăm của hai số. Bye bye.